năm 2022 đã khép lại, mở ra một phiên bản khỏe đẹp hơn của mỗi người. Với 9 ngày thay đổi bản thân, 9 chặng đua gay cấn, thử thách chính mình, quy mô rộng lớn, trải rộng mọi vùng miền Việt Nam, với hơn 1.000 người tham gia, với những kết quả đáng tự hào cùng đồng đội. Đến mỗi cá nhân, hơn 600 giải thưởng đã được trao là sự tuyên dương cho hơn 600 cá nhân nỗ lực vượt trội tại New Me. Không một ai phải chinh phục đường đua một mình và không một ai bị bỏ lại phía sau. Đến với cuộc thi, mỗi hội viên sẽ được thúc đẩy bản thân để vượt lên chính mình. Chúng tôi bắt đầu hướng dẫn hội viên thay đổi thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng hàng ngày, sau đó kết hợp với vận động nhẹ nhàng. Cực lắm, nhưng những lúc cân đo, cảm thấy chỉ số cân nặng, vòng eo và vòng hông thay đổi, thì tôi cảm thấy rất là vui, rất là sung sướng. Nhưng nhìn thấy những người xung quanh mình nỗ lực hàng ngày, mình làm sao có thể bỏ cuộc được. Mỗi khi hội viên nản lòng, đồng đội sẽ luôn ở bên để khích lệ tinh thần của họ. Biết là khó khăn lắm, nhưng mỗi lần đứng lên cân đo, thấy cân nặng, vòng eo, vòng hông của mình cải thiện là phấn khởi lắm. Mỗi lần kiểm tra các chỉ số, chỉ cần có sự thay đổi một chút thôi thì họ đã cảm thấy vui lắm rồi. Chỉ cần họ không bỏ cuộc, luôn cố gắng thì mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Sử dụng ứng dụng MyBN Club khiến cho cuộc thi trở nên thú vị hơn. Việc cập nhật các chỉ số, theo dõi các chỉ số trở nên đơn giản hơn, thuận lợi hơn. Sau 9 chặng thi, tôi đã tự tin hơn về bản thân của mình. Tôi can đảm dám làm những điều cứ nghĩ mình không thể. Cuộc thi lan tỏa sự tự tin và quyết tâm cho tất cả các thành viên. Tôi làm được! Bạn làm được! Chúng ta làm được! Năm 2023 này, cuộc thi New Me Tôi Khỏe Đẹp Hơn đã quay trở lại với quy mô mở rộng hơn, dành cho cả thành viên và khách hàng tiềm năng, tập trung hơn với chỉ 3 vòng thi, kết nối hơn với nhiều tính năng tương tác hàng ngày trên ứng dụng MyBN Club. Hình thức tham gia: dự thi theo độ 10 người, 8 thành viên và 2 thành viên điều hành. Cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn từ Herbalife, được vinh danh tại chương trình tuyên dương từ Herbalife Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng sống khỏe đẹp mỗi ngày. Tham gia cuộc thi để cùng nhau sống đẹp, sống khỏe, sống có ích, theo đuổi phiên bản tốt nhất của mình, và bắt đầu ngay hôm nay tham gia tại ứng dụng MyBN Club.